Những ngày gần đây thì cộng đồng iOS đã nhận được một bản cập nhật lớn từ Apple, đó là phiên bản iOS 9 mới nhất. Tuy không phải là điều quá mới mẻ như là chiếc iPad Pro, chúng ta đã được nghe, thậm chí là trải nghiệm nó rất nhiều từ khi mà Apple tung ra bản iOS 9 beta. Tuy nhiên là vẫn có nhiều bạn thắc mắc và nhắn tin hỏi Marginal là vậy thì iOS 9 có gì hay không? Nó có đáng để nâng cấp không? Và liệu nâng cấp lên thì có lỗi gì không? Vâng, rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra và hôm nay thì bọn mình sẽ làm một video tổng quan về phiên bản iOS mới nhất này. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhìn qua những điểm thay đổi nổi bật nhất trên iOS 9. Tuy nói là nổi bật thôi chứ thực ra là chúng cũng không quá lớn. Tất cả những sự cải tiến mà Apple áp dụng cho phiên bản này đều nhỏ nhỏ thôi. Và thậm chí nếu không quá quan tâm thì nhiều người có khi còn chẳng nhận ra là chúng có thay đổi. Thứ nhất đó là về cái phông chữ. Đây sẽ là điều dễ nhận ra nhất nhưng cũng đồng thời là điểm mà chúng ta dễ bỏ qua nhất nếu như không quá săm soi chiếc điện thoại của mình. Và các bạn sẽ chỉ cảm thấy là hình như có cái gì đấy khác rất là khó tả. Trên iOS 9 thì Apple đã sử dụng bộ phông chữ hoàn toàn mới có tên là San Francisco thay cho Helvetica Neue được sử dụng trên iOS 8. Trông rất ăn nhập với thiết kế tròn tròn mới của iPhone 6 hay 6S. Có nhiều người sẽ chê, người khác lại khen, nhưng dù là khen hay chê thì cũng phải công nhận là nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Tiếp đến là cái bàn phím mới trên iOS 9. Trên iPad chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói hơn, ví dụ như là có thêm các phím chức năng như cắt, copy và paste, hoặc là dùng hai ngón tay để di chuyển dấu nhắc khi soạn thảo văn bản chẳng hạn. Rất tiện lợi. Hồi còn phiên bản iOS 9 beta thì mình cũng đã được thử tính năng di chuyển con trỏ bằng hai ngón tay rồi, nhưng không hiểu sao lên đến phiên bản chính thức thì Apple lại bỏ nó đi. Mình nghĩ đó là một tính năng cực kỳ hữu ích và bất kể là với iPhone hay iPad. Còn phím chức năng thì với màn hình lớn cỡ iPhone 6 Plus thì cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Vậy mà chúng ta lại chỉ có một điểm thay đổi duy nhất trên iPhone mà thôi, đó chính là cái phím Shift. Ấn Shift thì các chữ cái sẽ chuyển sang viết hoa, còn bỏ Shift thì lại là viết thường. Trước đây thì dù có ấn Shift hay không, tất cả các chữ trên bàn phím đều ở dạng in hoa. Như vậy chúng ta sẽ tránh được nhiều sự nhầm lẫn hơn trong quá trình soạn thảo văn bản. Xong rồi đến cái Siri thông minh hơn nữa này. Quả thực là Apple đã chú trọng cải tiến cô nàng trợ lý ảo này rất nhiều. Thế nhưng ở Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa thực sự được trải nghiệm sự thay đổi này bởi nhiều sự hạn chế về ngôn ngữ cũng như là vùng địa lý. Tuy nhiên chúng ta vẫn được hưởng sự tối tân đến từ không tìm kiếm nhanh Spotlight. Chỉ cần vuốt sang trái từ trang chính hoặc là vuốt xuống ở bất kỳ đâu là các bạn đã được hỗ trợ rất nhiều. Trước tiên là mụ Siri sẽ gợi ý những ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng nhất ở trên này. Hoặc là nếu các bạn muốn tính toán mà lười bật ứng dụng máy tính thì cứ việc gõ lên khung tìm kiếm là xong. Đây, với các phép tính cộng trừ nhân chia cơ bản thì kết quả trả về ngay lập tức theo thời gian thực luôn. Chưa kể các bạn có thể chuyển đổi nhanh giữa các đơn vị đo nhiệt độ từ độ K ra độ C hay là độ F, hoặc là đơn vị tiền tệ từ đô la Mỹ qua euro hoặc là yên Nhật, khá là tiện. Tiếc là chưa có Việt Nam đồng. Tuy khả năng hiểu từ khóa còn thua xa Google Now, nhưng như vậy đã là một bước tiến rất tốt rồi. Sự nâng cấp đáng giá tiếp theo mà mình muốn nói đến đó là về cái tính năng quay lại ứng dụng liền trước. Có một thời gian mình dùng iPhone 4, tối ngày cắm mặt vào nó luôn, chat chít, đọc tin linh tinh thiên hạ xe trên Facebook. Mà hồi đó thì Facebook chưa cho duyệt tin trực tiếp mà nó sẽ mở Safari hoặc Chrome lên. Đọc xong tin rồi lại phải bấm home 2 lần rồi chuyển lại Facebook. Hoặc là đang xem YouTube thì có tin nhắn, lại bấm, rất nhiều thao tác. Lại còn nhanh hỏng Chrome nữa. Bây giờ thì tiện quá rồi. Hãy chuyển qua ứng dụng khác là trên góc trái xanh Status Bar sẽ có một nút bấm nhỏ để chúng ta có thể chuyển về ứng dụng trước đó ngay lập tức. Đây có lẽ là tính năng mới và rất có giá trị, nhất là với những bạn sử dụng iPhone với cường độ cao. Tiếp đến là tính năng đa nhiệm chia màn hình. Cái này thì chúng ta đã quá quen thuộc trên nhiều thiết bị Android rồi. Nhưng với người dùng trung thành của Apple thì đây vẫn là một sự nâng cấp lớn và đáng giá, giúp trải nghiệm đa nhiệm được nâng cao đáng kể cũng như hiệu quả công việc được tăng lên gấp đôi. Như kiểu bạn có hai cái iPad chứ không phải một vậy. Tuy nhiên là cái tính năng này đòi hỏi cấu hình tương đối, thế nên chúng ta sẽ chỉ có thể được trải nghiệm nó trên các máy từ iPad Air 2 trở về sau mà thôi. Với nó thì chúng ta có thể vuốt từ cạnh bên sang để sử dụng các ứng dụng khác trên máy. Tuy nhiên là khi đó thì phần mềm bạn đang sử dụng sẽ tạm thời ngưng hoạt động để nhường luồng xử lý cho ứng dụng Slide Over. Và còn rất nhiều những tính năng và thay đổi nhỏ nhỏ mà Apple tích hợp vào trong iOS 9. Ví dụ như là ô tìm kiếm trong setting này, passcode 6 số, hiện ảnh danh bạ trong tin nhắn, lưu trang web thành file PDF, quản lý pin trực quan và thông minh hơn, vân vân và vân vân. Dù nhỏ nhưng cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng lên một cách đáng kể. Tổng hợp tất cả lại thì iOS 9 là một sự nâng cấp rất lớn chứ không chỉ dừng lại ở những sự thay đổi nhỏ nhỏ. Tuy vậy thì iOS 9 vẫn chưa phải là hoàn hảo, nó vẫn không tránh khỏi những lỗi nhỏ và gây khó chịu cho người dùng. Ngay từ những ngày đầu tiên cho phép tải về phiên bản chính thức thì đã có nhiều người sử dụng phàn nàn về những lỗi vặt này. Ví dụ như là đây. Cái này thì mình cũng không biết là tính năng mới của Siri hay là lỗi nữa. Nếu các bạn kéo cái thanh notification trên xuống này, sau đó kéo ngược nó trở lên. Đó, và trong lúc kéo lên này các bạn bấm và giữ để triệu hồi Siri.
thì Siri sẽ bị giới hạn ở ngay chỗ mà các bạn vừa kéo, vừa giữ ngón tay ấy. Và nó vẫn hoạt động bình thường. Hoặc là ở ứng dụng khác đi, mình đang ở trong App Store. Cũng lại kéo xuống, kéo lên và giữ. Đó. Siri sẽ bị giới hạn ở đúng phần này thôi. Và trên này mình vẫn sử dụng được bình thường. Thế này có thể coi gần như là đa nhiệm luôn. Ngoài phone remix gì đấy, Siri ở dưới nó vẫn hoạt động. Chỉ khi nào mình bấm nút home, Siri biến mất. Tiếp theo là lỗi... À, mà cái này thì cũng không hẳn là lỗi. Đó là do iOS 9 sẽ hỗ trợ hầu hết các sản phẩm của Apple, từ iPhone 4S này, iPad 2 cho đến những sản phẩm mới nhất. Tuy nhiên là đó cũng chính là vấn đề của nó. Bởi lẽ với cấu hình khiêm tốn của con chip A5 và 512MB RAM trên iPhone 4S thì nó sẽ khó mà có thể đáp ứng được những tác vụ ngày càng phức tạp của hệ điều hành mới cũng như các ứng dụng nặng từ bên thứ ba. Chính vì vậy, iOS 9 sẽ khiến cho những thiết bị này hoạt động khá là chậm chạp và thường xuyên bị giật lag. Ngoài ra thì thiết bị của chúng ta cũng sẽ hao pin kinh khủng luôn. Cái hiện tượng hao pin này thì chúng ta sẽ gặp trên hầu hết các thiết bị của Apple. Điều này thì cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta đã gặp trường hợp tương tự khi mà iOS 7 và iOS 8 mới ra mắt. Trong các phiên bản cập nhật sau thì Apple sẽ nhanh chóng ổn định những vấn đề này. Ngoài ra thì nếu bạn là người kỹ tính sẽ thấy các chuyển động và thao tác trên iOS 9 cũng không được thực sự mượt mà cho lắm. Nhất là khi kéo thanh tìm kiếm nhanh từ trên xuống, hơi giật giật một chút. Các thao tác chạm, vuốt và trượt cũng hơi khó khăn hơn so với iOS cũ. Có lẽ là vì phiên bản mới này hỗ trợ thêm tính năng cảm ứng lực nên Apple cũng phải tinh chỉnh lại các thao tác cảm ứng thông thường. Mặc dù vẫn còn rất nhiều những điểm hạn chế nhưng mà chúng ta vẫn không thể phủ nhận rằng... một sự thật rằng Apple vẫn luôn bá đạo trong từng hạt gạo. Những tính năng mới của iOS 9 tuy không hề lạ lẫm trên những nền tảng khác, thế nhưng chúng xuất hiện khi mà người dùng cần đến chúng nhất. Và Apple thì đã dành thời gian để trau chuốt cho chúng tốt nhất có thể. Tuy nhiên là để có thể đạt được trải nghiệm tuyệt vời nhất với iOS 9 thì bạn hãy chắc chắn rằng thiết bị của mình không quá lỗi thời để tránh khỏi những cái lỗi vặt không đáng có và gây khó chịu. Ví dụ như là ném iPhone 5 đi và đến số 3 cũng vọng là một em iPhone 6 chẳng hạn. Đây là video được phát trên kênh YouTube của Mobile. Nếu các bạn thấy những thông tin vừa rồi hữu ích ý, thì hãy bấm like video bên dưới này. Bấm chỗ này để đăng ký Mac Channel để đồng hành có thêm động lực cho những video tiếp theo. Bấm vào đây để xem những video khác đã từng được đăng tải. Và bấm vào đây để đến trang Facebook của Mobile cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại. Thôi nào, bấm lại một cái đi, cái nào cũng được mà.